What's up everyone, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Ba Sợ nhầm VRT của Crew Show. Và hôm nay là ngày 28 âm lịch và hôm nay như nói đây là tập thứ 2. Team bọn mình lại chuẩn bị Power lần 2. Nói chung là mình đã mới cắt lại cái tóc. Nói chung là mình không thích cái một kiểu này một tí nào, nhưng mà cuối cùng mà thôi, chỉ đành chấp nhận vậy. Hôm nay thì hiện tại mình đang ở nhà ông anh họ. Thì hôm nay mình về cùng với gia đình của ông anh họ và thêm một gia đình nữa. Thì nói chung mà đồ đạc thì cũng chuẩn bị hết rồi, có Dreamcast, có N64, có bộ quần áo, nói chung là vừa chuẩn bị hai phần, đây là phần lễ, kia là phần hội. Đó. Thì nói chung là đấy, mọi thứ đang rất là bắt nháo cả buổi sáng nay và đây là thanh niên mù quạt. Xin chào mọi người đi. Hello. Lồn kẹt lồ. Nói chung là sáng nay bọn mình sẽ có một cái chuyến hành trình rất là dài và kéo dài và kéo dài và kéo dài và kéo dài. Không biết là nó có kéo dài bao giờ nhưng mà nói chung là kéo dài. Đấy, năm nay thì vẫn như năm trước. Vẫn có con mèo ngoan. Thằng Quang đằng sau. Và năm nay thì có everyone về cho nên là thoải mái đi. Hình như xe năm nay đỡ mùi hơn xe năm ngoái này. Đấy. Nói chung là mình bắt đầu khởi hành rồi, cho nên là chắc tầm khoảng 3 tiếng, chắc là 3 tiếng đấy. Chờ hơi lâu đấy. 2000 years later. Đấy. Đang trên xe và đi. Bỏ tiền đây mà ăn, không nào ăn thì có tiền. Dạ cho nấu. Mẹ mày nấu cho bằng tao giữ chứ. Đúng, chứ thỉnh tớ chứ cháu như quán đó. Quán ăn đưa tiền. Nhiệm vụ của anh Thịnh là trông nồi xôi. Bóc rồi, tôi băng rồi. Rất đơn giản, trên xe. Tài làm mà, đang xôi có tài rồi. Đúng rồi. Làm tí xôi đấy. One eternity later. Cầm hộ. Cầm quay xung quanh đi. Bà chạy nhanh nhá, đi ra. Rồi cháu đi. Chờ đi. Hàng bao nhiêu đồ này. Em đang tắm nha. Two hours later. Nói chung là bây giờ mình đang cùng với các anh em ở đây, 500 anh em ở đây chuẩn bị làm một cái nồi bánh chưng siêu to khổng lồ đúng không nhỉ? Tôi đấy là sẽ đi đốt bánh chưng siêu to khổng lồ và nhìn chung là tối nay sẽ có một trận đấu và giải đấu game để tranh thủ chờ cho bánh chưng chín tới tận sáng ngày hôm sau. Và sau đó đánh bài Uno, đó là chương trình này. Nói chung là đêm nay bọn mình sẽ overnight. Đấy, nhìn chung là bây giờ bọn mình đang phải làm cả bánh chưng siêu to khổng lồ, cho nên là mọi thứ chuẩn bị là phải chuẩn bị rất là nhiều. Nói chung mà những người thực hiện thì có rất là nhiều, đa phần cả đây là bà gái đây làm cả bà gái Vinox này viết thấy bảo bài làm cái kênh. A few moments later. Ok, hello anh em. À đúng rồi, chính xác ấy. Nói chung là mọi người đang có phút giây giải trí rất là tuyệt vời. Đó. Bên con Dreamcast. Và hôm nay thì như mình nói là mình mang hai bộ là N64 với cả Dreamcast. Thì nói chung là các anh em và các cháu ở đây đang quẩy Soul Calibur. Nên là nó là đánh khá là căng. Từ để người ta tự chọn à? Đấy, sẽ là Soul Calibur có vẻ là anh em đã nhìn thấy đây là Soul Calibur. Đúng rồi. Không, quán nét là nó dùng bàn phím, còn đây là dùng tay cầm. Trình độ nó mà chúng tôi không gọi được.
Lát nữa được solo được, ờ được khoản nữa từ từ.